Ơi, anh chị em mình vào cho em gái xin kênh. Em để em giao lưu với mọi người cho vui nhé. Em đã ghi tên tất cả các anh chị trong đường like rồi. Anh Tô Thanh Bình ạ, anh Ngô ạ, Hùng Nguyễn, chị gái Bích Phượng, anh Đào Hoa Việt, anh trai Phong Võ. Mọi người bình luận kênh giúp em. Tại vì lâu lâu em mới like nên em không nhớ kênh của mọi người đâu. Chị Anh Ngô nữa ạ, anh Hùng Nguyễn, chị gái Bích Phượng, mọi người bình luận kênh giúp em ạ. Anh có phải là kênh của anh là Bình Thanh 1977 không ạ? Và em ghi kênh sao vậy, em hát cái này Bình Thanh 77. Vâng, mến chào tám tình yêu đang có mặt trong đường live của em Nguyễn Nương. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các anh chị đã vào đường live giao lưu cùng em ạ. Mời anh trai lên sân khấu, mời cả nhà lắng nghe trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận. À khắc tình yêu, anh Chu Sa, tại sao em khóc? Anh Chu Sa, họ đi rồi. Họ là ai? Tại sao em khóc? Em không biết nữa. Chắc có lẽ là em đã yêu. Em đã yêu người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ thôi hết rồi. Kìa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Anh Văn Hồng Trần, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Hay quá anh trai ơi, anh trai Đức Tuyết. Mà giờ đây đã em nhận kênh anh rồi nha. Anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Hay quá anh trai ơi, mình đã một thời chẳng chịu trong tôi còn ở hồi để tao vẫn một tiếng nữa. Một tiếng đường đầy quá thôi. Lời anh nói ra em không hiểu nữa gì. Anh đã buồn đã khổ vì ai và từ bao lâu rồi. Cho mãi đến ngày hôm
nhìn áng mây trôi, lòng cũng sắt xe buồn. Lòng dũng tướng chợt nghe mềm yêu, khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chu sa, anh đã yêu, và vì yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn rằng anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rồi đào kim, xóa tóc mây tổ mà thắm môi hồng. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho anh em ạ. Cảm ơn chị Anh Ngô, anh Đào Hoa Việt, anh Phong Võ, anh Trai Đức Tuyết, chị Bích Phương. Không phải em và người đó đã hẹn hề nguyện ước? Không, không phải vậy đâu anh. Người ta dâm hận hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hận hờ xa là gì còn niềm đau. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng của em đang bao đồng tới bờ. Thiên Kiều ơi, chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, mộ cho anh. Kìa, anh Chu Sa, tự nhiên hôm nay anh nói gì mà lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên đứng nhìn em đau khổ. Anh không thể câm nín để tiếp tục mất em. Anh sẽ nói anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Phải, anh đã điên gì mời mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa khi em dẫm chân lên bồi xô. Anh không biết phải làm gì hơn nữa, chỉ cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải chịu lý gì yêu. Anh nói ra đây giữa nỗi lòng thầm kinh, rồi tiếng hô anh cầm đến nghẹn lời. Trời ơi, tại sao anh ôm mất một tình yêu tôi lùi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm. À khắc Chu Sa, anh điên rồi, anh điên thật rồi. Thiên Kiều ơi, mười mấy đã giấu che em một sự thầm. Anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Hả? Anh Chu Sa, thật vậy sao anh? Em là đứa em nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha và anh đã cứu em trên sông Hoàng Hà sông dày. Gần gũi bao ngày anh nó mất một tình yêu.
rồi, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh trai đã vào được live giao lưu cùng em gái. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho hai anh em Nguyễn Lương và Bình Thanh.